Nỗi lo lớn nhất khi anh em lái xe ô tô đó là cảnh báo tốc độ đúng không anh em? Nhưng mà bây giờ anh em đã không phải lo vấn đề đấy rồi, vì bây giờ đã có một trợ lý thông minh AI, nó sẽ cảnh báo tốc độ cho anh em khi mà anh em di chuyển ở trên cái cung đường nhá. Đây là cái chiếc camera hành trình của Web Vision A18 này. Thì với cái chiếc cam này thì cái độ ghi hình của nó là sắc nét là 2K nha anh em nhé. Cái hay của nó là nó sẽ có cảnh báo tốc độ trực tiếp và nó quét biển báo trực tiếp luôn anh em. Khi mà nó nhìn thấy biển nó sẽ quét. Đây mình sẽ chứng minh cho anh em xem này. Ở bên đằng trước này sẽ có cái biển tốc độ giới hạn này. Đó anh em thấy không? Khi mà có biển nhá, nằm trong cái tầm phạm vi quét của nó sẽ phát ra âm thanh và nó cảnh báo cho anh em ngay là tốc độ giới hạn là bao nhiêu ngày đúng không ạ? Rất là tiện luôn. Anh em nào mà chưa có camera hành trình cảnh báo tốc độ thì anh em có thể qua Gala Thái Nguyên để lắp đặt anh em nhá.